phần nữa là thế nào chúng ta có thể thay đổi được cái văn hóa trong cái doanh nghiệp của mình. Thì như các bạn thấy, mình sẽ có hai cái chủ yếu, hai cái yếu tố là mình sẽ tương chỉnh, đó là tương chỉnh cái yếu tố thân thiện và hiệu sức. Nếu công ty mình chưa có tính thân thiện thì mình làm thế nào để sẽ mang tính thân thiện hơn. Nếu công ty của mình chưa tập trung vào hiệu sức thì mình làm thế nào để tập trung vào hiệu sức hơn, thì mình sẽ thay đổi được văn hóa của mình. Thì điều chỉnh tính thân thiện á, thì từ bản thân của mỗi người, các bạn biết là muốn thân thiện hơn thì mình cũng phải nghĩ ra, mình phải tự khuyến khích mình để đi chia sẻ cho người khác. Rồi làm thế nào mình nói được cái cảm nghĩ của mình là hôm nay mình mệt mỏi, hôm nay mình không tốt vì lý do gì đấy, thì đồng nghiệp với mình có thể sẵn sàng chia sẻ. Thứ hai là mình phải biết cách nuôi dưỡng các cái mối quan hệ xã hội, có thể là ngoài giờ làm việc hoặc là đi ra quán cà phê thì có thể chia sẻ những thông tin, thì sẽ làm cái tính thân thiện nó sẽ tốt hơn. Và thứ ba là mình phải làm thế nào không câu nệ thủ tục, giảm hình thức thủ tục giữa các nhân viên. Tôi hiểu anh nói đó rồi, anh khỏi cần phải làm giấy giải trình. Tôi chấp nhận anh, thì họ sẽ cảm thấy công văn hóa công ty mình có mang tính thực hiện cao hơn. Thứ tư là mình có thể phải thử tái tổ chức, tái cơ cấu lại để làm cho các cái phòng ban, mỗi phòng ban không tự biến mình thành một cái riêng biệt khác biệt, và không phòng ban nào chịu chia sẻ thông tin cũng như nghe phòng ban khác. Và đặc biệt là mình phải cư xử với người khác như là với một người bản thân, thì mình mới có thể tăng cái tính thân thiện. Cái tính điểm thứ hai đó là điều chỉnh tính thứ nhất, tức là nói về hiệu suất, thì làm thế nào mình có thể làm cho cái suy nghĩ, cái hoạt động của công ty mình có hiệu suất hơn. Thì qua các công ty, qua các cái kênh thông tin mình truyền đạt cho dân mình biết là công ty hiện nay cần phải thay đổi vì có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, và vì công ty cần phải có lợi nhuận để tồn tại, tức là mình ưu tiên về vấn đề hiệu suất lợi nhuận. Thì các cái nhân viên họ mới nhận ra rằng công ty mình hiện nay đang chú trọng đến vấn đề hiệu suất, và bản thân mình có đóng góp cho việc gia tăng hiệu suất đó không. Một cái bí quyết mà các cái nhà lãnh đạo của các nước thường tạo ra, tức là tạo ra khủng hoảng, thông báo công ty mình hiện nay đang gặp khủng hoảng và phải thay đổi. Nếu không, ai không đưa ra được những cái giải pháp sáng tạo mà có thể làm giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận, thì những người đó có thể phải bị đào thải, tức là tạo ra công ty một cái cơ chế khủng hoảng để thúc đẩy sự thay đổi nghiêng về hiệu suất. Và thứ tư là qua cái việc mà khuyến khích, tặng thưởng cũng như là trao thưởng cho những cá nhân, những tập thể, những phòng ban có thể đem lại cái hiệu suất cao, tạo ra lợi nhuận. Và thứ tư là khuyến khích cam kết mục tiêu tổ chức và các cái ghi thưởng các mục tiêu, đơn chuyển các vị trí và truyền thông chiến lược cho biết hiện nay công ty của mình đang nhắm vào hiệu suất, thì mình sẽ có thể một cách nhanh chóng làm cho văn hóa doanh nghiệp thay đổi từ tính bớt thân thiện hơn sang tính thân thiện hơn, từ việc làm việc không có hiệu suất trở nên có hiệu suất. Thì đây là những cái cách thức để mình thay đổi cái văn hóa doanh nghiệp. Thì đây là một cái những cái lý thuyết ban đầu, nhưng mình xem phim được các bạn đánh giá coi cái văn hóa Wall Street nó ở đâu như thế nào, và họ có cần phải thay đổi văn hóa này không. Yesterday concerns my future. I need the information now before the close. No, in 10 minutes it's history. At 4 o'clock I'm a dinosaur. Howard, I thought you were a gentleman. Well, sure it's gone down a bit, but you got the tip. I didn't. What? I didn't tell you to buy it. Why would I tell you to sell it? Look, give it back to who? I can't give it back. You own it. No, he's not here right now. That's what you told us to say. Give me that phone. Hello. This is the sales manager. What seems to be the problem? What? Oh, will you give me a break, for Christ's sake? How the hell was I supposed to know you were in surgery? What am I, Marvin the Mind Reader? No, sir. I'll discuss that with the account executive, and I'll get back to you. No, no, sir. You're welcome. I'm closing the account out. If he doesn't pay tomorrow, you pay. Mr. Lynch, I swear to you, he's lying. We give you one of those rich man's accounts.
You tell me that he's going to DK you for a lousy quarter point? I don't think you're being fair, sir. You assigned me to this guy. You know he's got a history of this kind of bullshit. Somebody's got to pay. Ain't going to be me. Buddy, buddy, a little trouble, huh, today, buddy? Howard, the jerk reneged on me. I got to cover his loss to the tune of about $7,000. Yeah, yeah, I'm holding. I'm tapped out, Mark. American Express got a hitman looking for me. Well, it could have been worse, right? Could have been my money. here, rookie. Let me help you out. I got casino. Thanks, Marv. I'll make it up to you. Yes, I am still here. You know what my dream is? It's the one day to be on the other end of that phone. Oh, you got it, baby, where the real cheesecake is. Hey, bud, you forgetting something? Các bạn thấy nội cái quang cảnh của một cái sàn chứng khoán, của một cái công ty chứng khoán thôi, thì cho thấy cái điều gì ạ? Tất cả đều tập trung vào năng suất, đúng không ạ? Mỗi một anh nhân viên là phải bán được bao nhiêu, làm ra được bao nhiêu lãi, đúng không ạ? Họ không có khe là những giấy tờ lộn xộn, tất cả đều tập trung vào năng suất hết. Đây là một cái tổ chức lấy văn hóa năng suất làm trọng. Thì mình thấy ông sếp của Bud Fox cầm cái gì ạ? Cầm cái gậy, đúng không? Các bạn thử tưởng tượng công ty của mình, người sếp cầm cái gậy đi trong vòng thì mình thấy như thế nào ạ? Áp lực cực lớn, đúng không? Bạn cứ tưởng tượng bây giờ bạn làm sếp một cái phòng, bây giờ mình không có đi lanh hoanh cầm cái điện thoại nữa, bây giờ bạn vác cái gậy gôn đi, mình đi vòng vòng thì mình cũng thấy là áp lực, đúng không? Thì nó nói thì là văn hóa, tôi không cần biết anh là ai, tôi chỉ cần biết anh có làm ra lợi nhuận cho công ty mà thôi. Điều gì cho các bạn thấy đây là một công ty có hiệu suất, một tổ chức lấy cái năng suất, văn hóa năng suất làm chính. Con người mới. Sao ạ? Đúng rồi. Cách lỗ mấy ngàn rồi. Đúng không ạ? Tức là khi mà thị trường giá lên, cái cậu Bốc Phóc là cậu nhân viên mới ra trường thôi thì khuyên khách hàng mua, đúng không? Thì lúc đó cái thời đó như em Quy giải thích đó, thì vẫn khớp lệnh là bằng giấy thôi, đúng không? Sau đó giá xuống thì cái ông khách đó ổng không có mua nữa thì công ty xử lý cái khoản mà được cho là cậu Bốc Phóc làm ra như thế nào? Bắt cậu đệ. Tức là lời thì công ty lấy, đúng không? Mà lỗ thì nhân viên đó phải chịu trách nhiệm. Thì các bạn thấy các công ty mà hiệu suất thì cái mặt trái của nó là gì? Là tính nhân bản, đúng không? Mặt trái nó thì cái mối quan hệ thân thiện hầu như là không cần đến. Anh làm việc, anh được lương cao, anh được thưởng cái commission, đúng không? Chi phí hoa hồng cao. Thì tôi chỉ biết anh có cung cấp được cái giá trị đó cho tôi mà thôi. Còn lại là anh phải chịu trách nhiệm hết. Và các bạn thấy ở Việt Nam ở công ty các bạn có thể thực hiện được cái văn hóa này không ạ? Đối với người nhân viên là không nên, đúng không? Nhưng mà đối với công ty họ vẫn muốn nhân viên phải năng động, phải sống chết vì cái mục tiêu chung và đem lại lợi ích, đúng không? Thì làm thế nào để cân bằng cái này? Theo các bạn làm thế nào có thể cân bằng được? Lương cao, đúng không? Thưởng thì đúng là những chân tuy hiệu sức, các bạn thấy là thưởng cực lớn, đúng không? Nếu mà công ty có lợi, nhưng mà khi làm việc thì đâu phải họ làm việc, nhân viên làm việc chỉ về lương và thưởng, không đúng không? Thì chính vì lý do đó mà các bạn thấy đặc biệt là các công ty chứng khoán ở Mỹ chẳng hạn vậy, thì cái tuổi mà nhân viên có thể thực hiện được rất là ngắn, hầu hết là 30 mấy tuổi được gọi là già rồi. Họ chỉ tuyển những cái người học những cái trường nổi tiếng và làm việc khoảng 5-6 năm là bắt đầu là người ta, rất nhiều người không chịu được áp lực công việc và phải nghỉ. Thì những người làm cái công tác mua bán chứng khoán, đúng không? Một cái điều nữa trong phim các bạn sẽ thấy rằng cái cậu Bud Fox này, khi mà ông sếp của cậu nói rằng được rồi, tôi là trưởng phòng bán hàng, thì tôi sẽ xử lý cho anh này, cái anh Bud Fox là nhân viên bán hàng, cái anh Bud Fox này anh chưa hận. Anh nói what? Vì sao nói như vậy ạ? Ngạc nhiên.
ngạc nhiên. Vì sao ngạc nhiên ạ? Mới thấy trường ngạc nhiên thì mình sẽ thấy rằng nếu mà mình coi xuyên suốt bộ phim á, anh có phóng này mới ra trường thì anh có rất nhiều cái lý tưởng, và lý tưởng của anh trong khi làm việc của công ty chứng khoán là không chỉ làm ra tiền. Lý tưởng lúc đầu anh rất là tốt, anh nghĩ công ty chứng khoán là gia tăng cái lợi ích giá trị đóng góp cho nền kinh tế, cho công ty của mình, cho nền kinh tế, cho mọi người hơn. Anh không có, dĩ nhiên anh không có nghĩ nghề bán hàng này xấu, nhưng mà anh không nghĩ anh là đang nghề làm mua bán, chỉ ăn trên giá trị trên lệch của mua bán chứ không phải là giá trị thực sự mà do cái ngành nghề anh tạo ra. Thành ra ảnh chưng hửng khi mà cái ông sếp trực tiếp, cái ông sếp của sàn này nói anh chỉ là nhân viên bán hàng mà thôi. Thì mình thấy một cái điều đơn giản, công ty có hiệu suất cao thì mỗi người của mình giống như một người bán hàng vậy. Khi mà anh không bán được, khi mà anh không tạo lợi nhuận thì có thể anh đã hết giá trị sử dụng, đúng không? Thì nếu công ty các bạn là công ty hiệu suất cao, các bạn phải đánh giá cái mặt trái mà mặt thuận lợi để có thể điều chỉnh công ty mình cho nó phù hợp. Yeah, I know what time it is. I realize that the market, and this is what I'm saying to you, we have important financial news, Mr. Ehrlich. Important financial news that just happens to concern your future. You could benefit a great... Oh, come on, what the hell's going on? Anacott's deal. Put your best customers in it. Lou, I got a sure thing. Anacott's deal. No such thing, except death and taxes. Not a good company anymore. No fundamentals. What's going on, bud? You know something? Remember, there are no shortcuts, son. Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear markets. You're a part of something here, bud. The money you make for people creates science and research jobs. Don't sell that out. You're right, Lou. You're right. But you gotta get to the big time first. Then you can be a pillar and do good things. You can't get a little bit pregnant, son. Lou, trust me. It's a winner. Buy it. Thì đây là điều lý thú trong công ty chứng khoán Jackson Stanham. Thì Bud Spock có một cái người quản lý tên là Duman. Thì theo các bạn thì ông này có cái niềm tin vào thị trường chứng khoán như thế nào? Ông tin là hoạt động trong thị trường chứng khoán có thể tạo ra giá trị, và giá trị nó để làm gì ạ? Đem lại nghiên cứu khoa học, đúng không? Giá trị đó có thể giúp công ty phát triển, đem lại lợi nhuận và lợi ích cho xã hội, đúng không? Nhưng mà bất khóc thì như thế nào? Bất khóc khi nghe tin đồn, có thể là qua thông tin đầu giá của cái doanh nghiệp tên là Anacott Steel, là giá có thể lên. Trong khi đó, sếp của bất khóc nói rằng công ty này khi phân tích cơ bản và những cái phân tích tài chính cơ bản thì đây là công ty hoàn toàn kém, và công ty giống như là đang sắp chết vậy đó. Thì không cách nào mà có thể công ty này đu một cái nó thành tốt được. Thì mình sẽ thấy ngay trong cái tổ chức hiệu suất như là công ty Jackson Stanham thì vẫn có những cái người tin vào cái niềm tin, một cái viễn cảnh, cái lợi ích đóng góp công ty mình cho lợi xã hội. Trong khi những cái người mới như là Bud Fox thì rất là bị dễ cám dỗ, đúng không ạ? Thì mình sẽ coi xong phần thứ ba, cái phần thứ ba mình học được, tức là tại sao Bud Spock dễ bị cám dỗ, mặc dù chỉ là nhân viên mới ra trường thì cũng chưa có từng trải, và làm thế nào nếu công ty của bạn có những người nhân viên rất là năng động và giỏi như Bud Spock có thể hướng luyện làm cho họ hoạt động tốt, nhưng mà không đi đến làm sai, không đi đến vi phạm pháp luật.